Ê, chơi chút vô. Ôi, ghê gớm không? Này nó văng này ra một cái là lọt dưới luôn á. Khổ không chết luôn ha, dạ. Trong này dạo có chân nè, anh coi trời mưa. Dạ dạy lắm hả anh? Dạ. Đây nè, cái miếng. Leo sợ sập đến á, trời mưa sẽ dạo. Anh coi trời mưa tới dạo có chân ở nhà ha. Xong mà ước, mình mơ ước á, nhưng mình được cái ghe cho kín đáo, phải không? Sống mẹ con vậy á, cũng khỏe rồi. Anh không có ham mà ha, kiếm chồng kiếm con gì nữa, mình ham chỉ là cuộc sống đừng cho mưa dột ướt mẹ con, đừng cho thứ nợ nặng ai đó, sống vậy thôi là khỏe rồi mẹ con. Có gì ngủ đây có phòng phòng có lo. Suy nghĩ nói buồn nói trời ơi, dông mưa hoài đi mặn cũng được, sập trời chết hết mẹ nó cho hả cái một. Mình nói trong bụng vậy nha, mặn không được, không có đàn ông mình ra mặn tiếp. Rồi như tí mình mặn mẹ con thì mặn sóng gió thì gán là chịu không nổi. Gán tiếp hoài ha, xây cuộc sống đi cho con. Nên sống về con thôi đi cho nó mười mấy 20 tuổi mình chết rồi cũng mãn nguyện. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác với anh chị à. Tiếp tục hành trình ở xóm Việt Kiều Campuchia. Thì hôm nay lại Bùi Hồ lại bắt gặp một cái ngôi nhà nó sụp sệ lắm, và nói là ngôi nhà nhưng mà thật ra là nó là một cái chòi đúng hơn. Và đi cùng với Bùi Hồ hôm nay là có chiếc ghe của chị này nè, chị này chính là chủ của cái ngôi nhà đó. Thì bây giờ nhà chị sẽ bơi qua nhà của chị để mà thăm về cái hoàn cảnh của mình ha. Dạ 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 dạ. Chị là năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Mình được bốn mấy. Bốn mấy tuổi ha? Dạ. 40 mấy chị? Tưởng gầm năm nay 47. 47? Dạ dạ. Chị là dân Việt Kiều Campuchia hồi hương dạ, luôn hả? Mới về đó. Mới về luôn? Dạ mới về đây. Trước đây chị mấy sống tháng. Ở tỉnh nào ta? Mình sống ở Dung Luông, cũng chung. Dung Luông ha? Đó. Dạ, cũng chung. Ở Biển Hồ gầm. Luôn? Dạ Biển Hồ. Chị sống ở đó về là đây bao nhiêu ha? Năm? Sống ở đó mười mấy năm rồi cũng khổ. Cũng ở bè nhỏ vậy nè, cũng ở bè. Ở ghe ở bè vậy đó, chìm lên chìm xuống xuống đây mới hả cái mút nè, làm bè ở gì nè cũng khổ. Chị về đây là bao nhiêu năm rồi? Dạ chị về đây bao nhiêu về năm? Đây mới mấy tháng nay. Chị tên gì ta? Tên Hồng. Chị Học hả? Hồng. Hồng. Chị Hồng. Dạ dạ. Con bé này là con của chị hả? Dạ dạ. Nó cầm nó đi bán vé số. Bán vé số hả? Dạ dạ. Đây nè cô bác của anh chị. Dạ. Chị vô trước đi em vô sau. Dạ, dạ. Để có được những cái chiếc bè nổi như thế này á thì cô bác với anh chị ở đây không có tiền mua những cái chiếc xuồng. Dạ. Những cái chiếc ghe thì cô bác với anh chị bằng cách là độn những cái thùng mót như thế này, và những cái thùng mót như thế này nè được quấn lại. Dạ. Quấn lại và nhiều cái thùng mót kê với nhau thì nó thành một cái chiếc bè, người ta gọi là chiếc bè nổi. Gọi là chiếc bè nhưng thật ra thì nó cũng không được lành lặn cho mấy à. Dạ. Theo Bùi Hồ nghĩ thì nếu như mà những cái cơn bão trước á thì ông gió lưu vô đây chiếc bè này nó sẽ bay luôn. Hoặc là nó có thể chìm luôn. Dạ. Và những cái miếng này chấp phá với nhau rất là tạm bợ. Bùi Hồ là không nghĩ rằng là cô chú anh chị là Việt Kiều gần ấy năm ở đất Campuchia. Ừ. Đánh bắt với cái nghề đánh bắt mà về đây lại tay trắng như vậy với cô bác anh chị. Thì đây thậm chí là có những cái miếng nó xuất ra luôn. Dạ. Đó. Thì cuộc sống của chị Hồng thì chắc có lẽ là cũng có khá là nhiều khó khăn. Và Bùi Hồ đến cùng với anh Nguyễn An Giang đến đây để tìm hiểu với dạ, cuộc dạ, sống dạ. của chị. Thôi bây giờ vô trong ha chị ha. Dạ dạ vô đây mát nè. Chị là mắng. Tuổi Thìn. Ê cho chú vô. Ôi ghê gớm không? Này nó văng này ra một cái là lọt dưới luôn á. Khổ không chết luôn ha. Dạ. Trong này dạo có chân nè anh coi trời mưa. Dạ dạy lắm hả anh? Dạ. Đây nè cái miếng. Leo sợ sập đến á. Trời mưa sẽ dạo. Ôi trời ơi. Anh coi trời mưa tới dạo có chân ở nhà ha. Chị bán khoai lang hả? Dạ. À khoai lang này chị lấy bán lại hay sao? Em mua của người ta mãi á, mua của người ta. Mua nhiêu ký chị? Mua 1 kg nó ngay đi hả, có 10 ngàn ha. Bán là 15 ngàn. Chạy đi bán vậy. Chạy đi bán. Đây là khoai lang trắng, còn đây là khoai lang tím. Dạ. Ngày chị bán được nhiêu ký? Bán 1 kg bán 3 bữa mới hết. À. 3 4 bữa bán ngày, nè, bán dưa hấu. Dưa hấu nữa nè. Dạ, đó. Dưa hấu nữa nè mọi người. Chút. Dạ. Và bên đây có khóm nữa nè. Đó, khóm rồi. Bán đủ thứ, bán ở chợ hả? Bán đây nè, chạy vỏ đi bán vậy đó, bữa nào dông mưa không có được đi bán. Dạ. Dạ anh vô đây ngồi nè. Chị chung. Về đây buôn bán thì vốn ở đâu mình buôn bán ta? Dây tiền ta. Dây tiền hả? Dây ta 5 triệu góp 150. Trời. Dạ. 5 triệu góp 150. Ủa sao chị khóc à? Tháng 10 ngày.
như mình tuổi con thân của mình đó. Ông xã của mình ở bên đó đó mà mắc rồi, chết rồi. Ông xã của chị ở đâu? Ở ghe đó đó mà chết rồi. À, ở ghe nào? Ghe bên đó đó, ghe đó chết. Ông chết đâu cũng có nào đâu. Ba làm từng 3 tháng 10 ngày nè tới nè. Rồi. Dạ. Di ảnh của anh đâu? Ổng bệnh để bệnh không phải bên này, bây giờ mới được ổng đó, ổng chết đó, con ổng hồi nãy đó đó ở riêng mặn để từng riêng vậy đó, ổng chết rồi. Bây giờ mạnh nè, mẹ con nó sống, mình xuống đây chỉ có mình. Anh mất là năm bao nhiêu tuổi? Ổng mới mất mấy tháng nay nè, ổng mới mất mấy tháng nay về để gặp ổng đó. Rồi ba thằng nhỏ này thì ở Campuchia chở nó thôi lâu rồi đó, mới về gặp ổng như là hả mẹ hả, mình nói tưởng đùm bọc nhau. Ai về ổng chết rồi bỏ mình lại nhà bè không ai sửa trơn coi. À em hiểu rồi, có nghĩa là chị có một người chồng ở Campuchia. Dạ. Chồng là người Việt hay người Cam? Dạ, người Việt Nam mình á. Việt Nam mình. Khổ gì đây anh coi, cái gì cũng hư hết trơn, không ai chút sửa hết trơn. Mình không có đàn ông nữa. Rồi chị với lại người chồng cũ của mình là có mấy người con? Người chồng cũ mình 4 người con. 4 người con, có chồng có vợ hết trơn rồi, nở riêng. Bây giờ mình ở một mình ở đây. Về sống đây với ổng. Bé này là con của người chồng cũ hả? Dạ, dạ, con người chồng cũ. Đó. Nói ra tuổi bản thân anh coi, ngân lượng ngân gì cũng hư hết trơn, không có xài được, anh không có tiền sửa, khổ hả, buôn bán không được nữa anh coi, từng giờ lời từng góp người ta không góp, ngày 150 hả? Dạ, góp ngày 150 anh coi hả, hỏi người ta 5 triệu mình cũng khổ chết. Mình xuống trước, nhỏ đó mới đâu chừng 5-7 tháng vậy nó xuống đó. Nhỏ đó ở chung sở nhau bạn. Ngày xưa là chị, ba mẹ chị sinh chị ở Campuchia hay Việt Nam? Sinh ở đây, cha mẹ sinh ở dưới này nè. Mà tại vì mình là như là ba mẹ sinh đây rồi, từ 8 tuổi. Nhỏ hơn này chút là đi Campuchia sống tới giờ. Cha mẹ mình mắc rồi cái đầu ở trển. Rồi tới giờ quá khổ rồi, nó bắt buộc mà không được á. Như mình mới về dưới này, quay về ở dưới này lại. Đó, quay xuống đây là hả, để hỏi tiền bạc, tao tiền góp không? Không có tiền đi xuống hả, chỉ là có 2-3 bộ đồ thôi đó. Hỏi tiền góp tiền lời người ta không đó, gán mặn ra cái bè này á, thì như tỷ của người ta sẵn vậy đó. Rồi mình hả, bà hai đó, bà thấy mình khổ, bà cho cái bè này ở đỡ đi. Anh nói mày khổ từ từ cũng có người ta tiếp mày à. Anh nói biết sao giờ, cậy đi. Đó. Rồi mưa gió sao chị? Ê, mưa trời dột hết trơn nè, anh coi nè chỗ này nè. Trời mưa tới dọc hết trơn. Kệ đó, nó nhiễm. Khổ không chết luôn nơi anh, không phải đâu. Trời nó nhiễm nước nguyên dũng đó. Ngày chị bán lời được nhiêu? Trời ơi, ngày ha, bán lời được 200 mấy. Mà góp hết 150 à. Tiền xăng, tiền bọng này kia nọ anh ăn cây. Rồi không có ánh năng lượng mặt trời rồi xài sử dụng bằng gì? Thì đốt đèn cây nè. Đâu rồi, làm cái chén đèn cây đó. Đốt phương hôm cà dũng lấy cái chén đèn cày cho chú coi, là đốt 2-3 cây đèn cày ở trong đó. Đây là cái... Dạ, đốt đèn cày hôm đó, hết trơn đèn cày. Mấy cái bát hương này là... Bát hương đó mình thờ ông già bà già. Dạ. Chết rồi, ở trên kia rồi thấy hoài rồi, thờ ổng bả gì. Ủa cái gì nó kêu qua chị? Ở bên kia thiết, người ta làm bên kia kìa. Nó lúc bên kia kìa. Đó. Hôm nay chị đi bán về đó hả? Không, bữa nay không có đi bán, trời giông mình nghỉ bán bữa, bệnh trong mình nghỉ. Con của chị bán với số ngày nhiêu tờ? Dạ, đi bán với số được 150 tờ. Chạy đi bán từ sớm giờ mà còn nhóc quá chân, chưa bán hết. Còn nhiêu tờ nữa? Nè, còn nè, đi bán. Sao từ con không đi bán giờ đi? Chị đi bán sáng giờ đói bụng rồi, về ăn cơm. Chiều bán tiếp hả? Dạ, lát nữa mới bán, nè, còn nhiêu nữa nè. Sáng đi bán, kiếm tiền, góp cho người ta, góp mỗi bữa anh ơi, có ấy. Là 150 tờ, là 150 ngàn. Dạ, 150 ngàn. Có nghĩa là con phải phụ mẹ. Dạ, ở trong phải phụ. Ở trong cái này có 2 mẹ con. Dạ, có 2 mẹ con. Chị với anh thì có 4 người con. Dạ. Thì 3 người con còn lại thì không ở có ở xa, ở trên Campuchia không được gì, khổ chưa được gì. Chưa được gì. Như mình về đây trước kia đó, con còn ở trên chảnh. Thằng này nhỏ nè, đâu về đây tiếp chạy đi bán phụ. Đây là cái nhà vệ sinh của mình đây hả? Dạ, dạ, nhà vệ sinh đó, đấy. Cái gì đó, trẻ ấy gì đó. Cái cũng ấy gì đâu, khổ không chết. Ôi ơi. Dạ. Cũng chỗ, độ mà mút không à. Chỗ rửa sao? Mình giới tay xuống tới. Đó là nhiễu nước
Ờ, cái... nó trời mưa nó dột, nó dột từ đó. Đâu, nước còn tồn ở trên đó đó. Dạ, trời mưa tới là hả nó nhiễu vô đó xuống. Rồi ở đây nữa đó, nhiễu hết trơn. Rồi, rồi mình đi vệ sinh vậy thì... ăn uống thì... Không, mình ăn uống, uống nước thùng này là... Uống nước thùng? Dạ. Thì nấu ăn? Nấu ăn cũng nấu nước thùng này. À, rửa chén? Rửa chén, mình rửa nước xong đi. À, rửa ngoài trước ha? Dạ, rửa xong á. Dạ. Dạ. À, chị với lại bé là ngủ ở trên cái giường này. Dạ, có hai mẹ con ngủ ở giường đó đó. Trời mưa dột có dột đây hết trơn rồi. Chỉ là còn có cái giường đó, chỗ đó không dột thôi. Sao chị không ở Campuchia mình tiếp tục sinh sống mà về Việt Nam? Khổ quá anh ơi, ở chợ đó mình nhà mướn gì cũng nổi. Như ở xứ cá đó mình không có đàn ông mà mặn không được. Đó, ở lúc còn sống với bạn nhỏ này tôi mặn ngày cá rồi tới thôi ra rồi ở cái mình không có ấy. Ở đầu mình lên bờ mướn nhà tháng tính ra hả 1 triệu tiền này rồi nó mắc á, không mướn nổi. Mẹ con sống không đủ ăn, không có tiền trả tiền nhà ta, rồi xuống đây rồi hỏi tiền ta này kia nọ rồi mình mua bán chút đỉnh ăn, sống qua ngày vậy thôi chứ mình không nói là cho dư được rồi. Chứ mà ngày mấy trăm ngàn dư cái gì, tiền góp người ta nó có dư gì, tính không dư. Anh với chị ở mấy tháng thì anh mất về đây hả? Về đây cũng ở 5-6 tháng vậy. Ông mắc, ông uống thuốc nhiều, ông hạn thuốc rồi ông chết. Ông ở bên ga đó, mình ở bên ga hôm nay. Chết chung ở đâu? Ở Mỹ Hòa Hưng đó mình. Mỹ Hòa Hưng? Dạ. Đó là nghĩa địa hả? Dạ, chỗ đó nghĩa địa mà bắt mua đó. Nội ông chết không là 40-50 triệu. Có nghĩa là mua cái khu để mà chôn cất là 40-50 triệu. Chôn cất đó ma này kia nọ là 40-50 triệu. Ít tiền. Về đây thì chị vẫn đang thiếu nợ 5 triệu. Dạ, đang thiếu nợ người ta. Đó, thiếu nợ góp người ta đó. Hôm nay thì nhà mình ăn cơm với gì ta? Sao mà giờ chưa có gì ăn, chưa có mua đồ ăn đó. Cái này mua là cơm của mình đó hả? Dạ, dạ. À, dở ra giùm em đó. Mua cái đầu và cái kho ngày qua, giờ kho ngày qua giờ đó. Ta, vô. Cũng được. À, vậy đó, chưa nấu cơm ăn, sáng giờ. Hôm nay muốn bệnh chung mình, cái bắt đầu mình chưa nấu cơm, sao mà mua được bọc bánh canh nè. Chỗ nó mua bột bánh canh á, chưa ăn uống gì, ăn được miếng rồi, sáng giờ chưa ăn, ăn chút xíu. Giờ đây sống cái cuộc sống này mà chị vẫn thấy đỡ hơn ở Campuchia hả? Thì nó đỡ hơn cái vụ mà nhà mướn người ta đó, kệ nhà ấy gì cũng của mình. Chứ cái kia một tháng hỏi anh chứ mà tiền nước, tiền điện vô gần 1 triệu rưỡi á, chưa gửi tiền này. Gần 1 triệu rưỡi tiền này á, nhiều tiền lắm. Thành ra mình không có tiền trả nổi mẹ con. Đó anh coi nhiều trời mưa nha. Mấy trận bão ngày hôm qua thì sao? Trận bão mình nghỉ bán không được bán. Mà trời mưa dột gì đó ướt hết trơn, quần áo đồ đạc ra phơi. Cái này là gì? Cái này hứng nước đó. Hứng nước mưa dạ, đúng không? Hứng nước mưa. Hứng nước mưa đó anh coi. Khổ hả? Trời mưa nó dột xuống cái chân chỗ đó bên này. Đây, dột hàng. Nhà này siêu sắp banh rồi. Mà chưa có tiền sửa đâu. Thật ra em đến đây em ngồi ở đây em cũng hồi hộp muốn chết. Không có sao đâu, không có sập xuống đâu vậy. Sụp á. Để anh ngồi nè, anh hai ngồi chắc nè. Anh hai ông đó hai, là sao? Ông hai đó là quen với ba của thằng này, bạn gì với ba thằng này. Em đi mấy lần gặp nhà này chung tưởng nó là không có người ở nhà có, chị có. Dạ em ở mà tại vì mình đi bán hoài á, đi bán cái số mỗi bữa không có nhà. Mình nghỉ thì không ai, không có tiền, không bằng nuôi, ai bằng nuôi, khổ như vậy đó. Đâu chuột đâu đây nè, hôm nè lúc cái cẳng xuống viện nó tát một cái giống chảy máu luôn á trời. Con chuột á hả? Dạ có chuột ban đêm cắn bị chuột lôi ăn con rồi đó. Con nó bị cắn chuột cống hay gì? Chuột cống bự bự vậy nè con á. Trời ơi. Nó giặt con mèo đó chết queo hết con rồi đó. Chuột giặt mèo luôn. À chuột mà giặt mèo chứ mèo. Chết hết con rồi thiệt chứ sinh của anh nó là 2 con. Sao chị nói con chuột là nguyên nhân của gây bệnh á? Dạ. Cắn nét cái chân mèo. Tội, chết tội. Tại quá tôi thuốc lần rồi, lần một tới giờ không thuốc. Nó làm. Khổ mình ở nhà mình xùm xẹp như nè, thấy anh qua bển, quay phim bên cái nhà bên đó, nói mấy ông đó cũng học nói cứu trợ cho tiền bạn mà sửa nhà đó. Mình nói để bữa nay coi anh có xuống mình hỏi coi ấy tiếp giùm sửa cái nhà. Cũng khổ. Hôm qua anh điện chị So thì chị So chắc cho chị hay quá. Không có. Không có biết. Cái hũ này là hũ gì chị? Cái này bị gì cái thuốc rượu á, mình mua uống nó tức ngực á. Mình mặn gì nặng dở đâu nặng á, nó tức ngực á, cái mua ngâm lâu rồi.
uống thuốc rượu, thuốc bắc. Hai mẹ con này buôn bán thì em nghĩ là trên bờ nó tiện hơn chứ sao chị lại chọn ở đây? Ở bờ mình mướn nhà không, mình đâu có tiền. Mướn nhà chịu không nổi hả? Dạ, từ nhỏ từng tháng á. Mặn có bữa như là dông mưa ấy này kia nọ, bán buôn bán ở trên bờ khó, không biết chạy xe khó. Ở dưới sông mình biết lái máy vỏ chạy đi. Chị hỏi tiền góp là hỏi của ai? Hỏi của bà Đen đằng đó, bà Đen cái cây hàng mà lúc chạy ga đó có cái hàng chỗ đó đó. Hỏi bà ăn lần 5 triệu góp 150. Góp mấy tháng? Góp 1 tháng 10 ngày. 1 tháng là 7 triệu mấy hả? Không, 1 tháng 10 ngày. Bị gì 5 triệu bạn tính đi 40 ngày. 40 ngày à? À, 10 ngày thì nó 1 triệu gửi, 30 ngày thì nó 4 triệu gửi, còn 10 ngày nữa là vô 6 triệu. Ta là 1 triệu. Mà mình góp 150 hoài. Góp hoài vậy đó. Giờ 6 triệu mình lần góp triệu. Hết rồi kiếm hỏi kiếm mấy tiền đừng mà hỏi tiền cũng hỏi tiền đừng mà sửa nhà mà chưa cậy đỡ vậy giờ biết sao giờ còn thiếu nợ người ta. Nhưng mà mình sống gì thì nhà nước có la không? Có la gì? Là mình sống ở trên bè này nè. Không có nhà nước nào em thấy là... thì cũng có thường các bạn có hỗ trợ thì chị có được nhận quà không? Có được gạo, được mì kìa, đó thùng mì cho đó. Nè, với gạo nè, cho bé hổm nè. Bế gạo nè. Cho được gạo, bế gạo, mì, đường, bột ngọt, ăn này kia nọ vậy đó. Cũng đủ sống ha. Dạ, cũng cho cái đó. Rồi mình bằng kiếm tiền thêm, tiền ra trả nợ, ăn uống này kia nọ. Dạ. Thấy ở trên kia luôn kìa. Đó. Thấy trời hết trơn. Cái hướng đó là mưa là tạt chắc luôn á. Dạ mà mình có cái gì đâu mà chưa có cái xu bao ở trên. Không có tiền mua, để từ từ đi. Chị dạ, đạo Phật hả? Dạ. Chị theo đạo Phật hả? Dạ mình nói đạo Phật à. Mà tại vì cái nhà này á là bà hai bà Út bà cho á có thờ mấy cái hình đó đó. Rồi mình dạ. Để nguyên vậy luôn rồi không có tháo xuống của bà. À. Dạ cho ở. Thì... Trong cái cuộc sống của chị có mơ ước gì không? Sao không mơ ước? Mình mơ ước á nhưng mình được cái ghe cho kín đáo. Phải không? Sống mẹ con vậy cũng khỏe rồi. Mình không có ham mà kiếm chồng kiếm con gì nữa. Mình ham chỉ là cuộc sống đừng cho mưa giọt ướt mẹ con. Đừng cho thứ nợ nặng ai. Đó. Sống vậy thôi là khỏe rồi mẹ con. Có chị ngủ đây có học phòng có lo gì? Lo gì? Có lo gì nó đâu đi mặn dài thì mình gầu lo vậy. Mình gán ngủ lấy sức đằng ngày mơ mình đi bán có tiền nữa mà trả nợ nặng ta. Đó. Nghĩ là cuộc sống buồn sống mấy biết sao giờ nghĩ cuộc sống khổ quá trời làm như mình chán suy nghĩ nói buồn nói trời ơi dông mưa hoài đi mặn không được sập trời chết hết mẹ nó cho hả cái một mình nói trong bụng vậy nha mặn không được không có đàn ông mình ra mặn tiếp. Rồi như tí mình mặn mẹ con thì mặn sóng gió thì gán là chị không nổi. Gán tiếp hoài ha, xây cuộc sống đi cho con. Nó sống về con thôi đi cho nó mười mấy 20 tuổi mình chết rồi cũng mãn nguyện. Lo cho con. Bé có được đi học không chị? Không có giấy người ta không cho vô học. Không có giấy gì đó, giấy hộ khẩu, giấy khai sinh đó, không cho vô học được. Em cũng nghe nói là một số cô chú ngày xưa là làm ở trên biển hồ cũng nhiều tiền lắm hả chị? Có nhiều người ta làm lô là mấy nhiều tiền lắm, làm lưới hùm á. Người khá thì khá lắm, nhưng người ta có con đông á. Có dạ. Con đông cũng như người ta có tiền á, người ta mua lưới, người ta quánh. Một ngày người ta kiếm 5-3 triệu từng miên. 5-3 triệu từng miên là nhiều lắm á, 20-30 triệu từng này á. Dạ. Còn mình không có ai đâu mặn sợ lớn mà không được đừng có giỡn con bây giờ đâu có làm được như lúc trước nó bắt không có được chung quy lại thì các cô chú là Việt Kiều bây giờ chỉ muốn về Việt Nam thôi dạ, đi và về Việt Nam dù cho có khổ thì vẫn sống ở trên Việt Nam dạ. Dạ cái đó là chung quy là cái cuộc sống thấy đa số là cô chú anh chị là Việt Kiều vậy á dạ. Với con nữa con tên gì sao nhuộm đồ vàng hả Tên Dũng sao nhuộm đồ vàng? Thôi, mai mốt chơi đồ đen đi nha. Chịu không? Chịu không? Hứa chú không? Con thích đồ vàng, thấy người ta nhuộm đồ vàng.
Thôi nhưng mà mình đầu đen đi, mình da vàng tóc đen người Việt mà. Chịu không? Tí nữa lên bờ thấy ai nhuộm đầu vàng cái đầu xin tiền mua thuốc nhuộm cái. Bây giờ mai mốt cho gặp đầu đen chú ghé, không nay không gặp đầu đen chú ghé. Chịu không? Nít này chú đầu đen nè. Đây là nó theo các bạn, thấy các bạn đó. Dạ, theo bạn đó. Trên bờ mấy thằng nhuộm vàng vàng đó. Bắt đầu nó ấy theo vậy đó. Vì la một cái dạy trừ mà nó. Bây giờ nghe, nghe chú đi nghe nhuộm đầu đen nha. Chịu không? Cạo luôn. Cạo để mọc tóc ra. Kiều bác hai đó, bác hai nó đó. Bác hai. Nói chung là sau khi mà đây là lần thứ ba này, thứ tư gì mình xuống sớm về Kiều này cô bác của anh chị. Dạ. Thì chung quy lại là cô bác của anh chị là những người mà sống Việt Kiều Campuchia á, thì chỉ có một cái mong ước duy nhất á, là hồi hương về Việt Nam. Dù cho cái cuộc sống nó có khó khăn vất vả cỡ nào đi chăng nữa, thì sống ở trên đất nước Việt Nam vẫn thấy nó vui hơn. Dạ, nó vui hơn. Và mọi người thì được hỗ trợ nhiều hơn. Dạ. Và thậm chí là cộng đồng của người Việt của mình á, họ rất là hỗ trợ với nhau, chăm lo cho nhau, coi như là lá lành đùm lá gách, mình lá gách đùm lá tê tua, mình lá tê tua thì lại đùm cái lá nét á cô bác huynh chị. Dạ dạ. Đó là nói chung là vậy đó. Thì chị Hồng ở đây là may mắn được về Việt Nam. Dạ. Còn một số cô bác huynh chị còn mắc kẹt ở trên cửa khẩu. Còn chánh nó chưa được về được. Chưa được về thì cái đó còn khổ hơn nữa. Dạ. Thì về đây thì dù có cơ cha rau ăn rau, có cháo ăn cháo, nó vẫn thấy vui ổn định. Mặc dù là dưới một cái căn chòi nho nhỏ như thế này, trong trước dục sau, mưa tạt gió lùa thì nó vẫn không có hồi hộp. Dạ dạ. Thật sự là vậy. Và chị về đây thì mong muốn là sống với cái tuổi già ở Việt Nam này luôn đúng không chị? Dạ dạ. Về đây sống thoải mái hơn đó. Nhìn thấy gì với thoải mái hơn. Tính cũng tình cờ thì Bùi Hồ mới biết được chị qua cái hoàn cảnh của chị So. Dạ. Em So với lại em Dầu ạ. Dạ. Thì cũng đã đi ngang nhiều lần nhưng mà đây là lần đầu tiên ghé đến gia đình của mình. Dạ dạ dạ. Thì chỉ có hai mẹ con thôi đùm bọc với nhau, mà hai mẹ con đều lao động hết à, chị thì buôn bán còn em đi bán vé số. Em này thì bán vé số tên gì quên tiêu đó. Dũng. Dũng thì đi bán vé số. Dạ. Đó, hai mẹ con cố gắng lao động, người nào đóng tiền góp, người nào lo lo mưa tạt nước nhiễu lũ khủ hết à. Hôm nay thì nói thật ra thì em chủ yếu là chuẩn bị thăm hai nghe đó, thì hôm nay ghé đến gia đình của mình đó. Dạ, dạ. Thì em thay mặt cho chị Ngô Gia Hân ở Cao Hùng, Đài Loan gửi cho gia đình mình 1 triệu để mình làm vốn, để mình có thể mình trả bên kia bớt một phần nào. Dạ. Thì có dịp thì em sẽ ghé tiếp gia đình của mình ha. Dạ, dạ. Em gửi cho chị trước 1 triệu ha. Dạ, dạ, 1 triệu này thì đây là phần quà của chị Ngô Gia Hân ở Cao Hùng, Đài Loan á. Dạ dạ dạ, em rất là cảm ơn anh nha, cảm ơn. Bởi vì em cũng khổ, tính mua hả cái xu đâu mà bao ở trên một lớp á, đừng cho nó dột cái này nè, quá trời à. Dột ban đêm ngủ trời mưa vô phải giờ giật cái nệm vậy đó. Dạ. Dột trong cái đó đó. Đó đó. Nãy giờ đang chống mặt luôn. Dạ tính mua chạm đâu mà chổi vậy nè, mình chưa có tiền mình mua đó. Này chưa quá 2 tháng. À, sợ dông mưa ở đâu mà không qua, mới qua bữa nay. Thì cuộc sống thì nó có rất là nhiều khổ nỗi khó khăn, và đi càng nhiều thì mới thấy càng mọi người càng khổ á. Dạ. Nên là nữ là có san sẻ được phần nào, thay mặt cho Mạnh Thường Quân san sẻ được phần nào thì san sẻ. Và một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị là Mạnh Thường Quân đã đồng hành cùng kênh Bùi Hồ đến thời điểm này. Xin chân thành cảm ơn chị Ngô Gia Hân ở Cao Hùng, Đài Loan đã hỗ trợ cho chị một phần quà. Rất là cần thiết cho chị. Và xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở clip sau ha. Yeah, yeah, yeah. Rồi con cố gắng ha. Rồi bye bye. Yeah, yeah, bye bye.